Muốn ăn cơm, muốn uống nước ít thôi nha. Ăn đi con, ăn đi. Chào mọi người, sáng hôm nay thì là sáng chủ nhật. Mẹ con nhà mình vừa đi ăn sáng xong thì có thêm mẹ con nhà em gái nữa. Bây giờ là cho các cháu đi siêu thị chơi nhé mọi người. Hôm nay là cho các thành viên nhí đi chơi. Chào mọi người chưa? Chào ba người. Chào bốn người. Chào mọi người chứ không phải chào ba người đâu nhé con. Chào mọi người. Cũng đã khá lâu thì mình cũng không đăng video dài mọi người ạ. Toàn là video ngắn thôi. Tại vì đợt này thì cũng có rất là nhiều việc á, cũng với lại cũng hơi lười nên là mình không cho ra video dài. Thì đợt này thì mình chắc là nắm bữa bảy bữa gì đấy thì mình đăng một video dài, chủ yếu là video ngắn. Một ngày hai video ngắn nhé mọi người. Muốn hát tặng mọi người bài hát kia. Muốn ơi. Muốn con vịt. Con vịt. Rồi ok, hai mà. Một con vịt chết và hai cánh cắn. Cho kêu rằng bông cúc quát, bông cúc quát. Hạp thổ lê, ấm bá bà bì bón. Chúng đèn bụng, ngươi tăng ca khổ. Hà nô. Sau đây ca sĩ Moon sẽ biểu diễn bài gì nữa nhỉ? Bà ơi bà. Ok. Trẻ con một tuần thì nghỉ được một ngày chủ nhật. Tại vì con mình học công ty cho nên là nghỉ mỗi ngày chủ nhật thôi. Cho nên là cứ thích đi chơi. Tuần thì đứa đi chỗ này, tuần đứa đi chỗ khác. Khoảng hôm nay đi ăn sáng, sáng thì mấy bé đòi đi bixi. Đi nhà bóng nhưng mà đi vào nhà bóng mất thời gian lắm. Lâu quá. Nhà mình đang dừng xe đấy để đợi mở á, đi mua coffee, mua cà phê. Nhà mình lên đường đây, này đi. Hát đi, hai chị em hát đi. Ba ấy ba đi, hai ba. Cho bi ra ở dưới đi mừng. Một con vịt. À một con vịt, ok. Nặng quá. Cảnh như gì nữa. Nặng. Nặng à. Hiện tại chúng mình đã lên bixi rồi. Cầm tay nhau là nha, hai chị em cầm tay nhau nha. Muốn cầm tay lại đây, Ruby cầm tay chị muốn lại đây. Mà đi nó cứ lạc tí cứ lại kéo cái lên. Nhớ cầm tay nhau nha, đây đi lại đây. Lại đây, chúng răng dưng dễ. Ruby đây, Ruby đây, Ruby cầm tay chị đấy. Cầm tay lại, Ruby cầm tay chị lại. Hai hai năm. Nên cái máy đi đây anh. Không cần nhạc cũng lại máy đi đây. Đây sao tôi gửi kìa. Để đi phòng ngôi nè. Dạ, có cả ngôi và là cái tấm được. Chào tôi rưỡi á. Dạ. Năm rưỡi bạn ơi. Vì ơi, Moon ơi. Không, vừa mới về nhà mà em. Đấy. Mẹ nó không kêu con, mẹ không không mua chi hết, ở nhà nhiều rồi. Vừa mới mua tay có hai em mua tay.
đây hiện tại bình quân chúng tôi tăng qua tiền tăng một bình quân nó sáu không có bảy triệu phải như 5 triệu à không không tiền không hiểu luôn em thích cái gì thích mày bay nó mày bay nó bay răng bay bay răng đô tay bay chi thế muốn mua cái này à muốn thích cái này à muốn thích cái đấy à à rồi cháu muốn mua cái đấy nhá ok rồi đi đi mà đi mà nào được chưa xong chưa đi ra thanh toán mà hệ tổng nó này chi 166 chị ạ. 166, bác cái đó chơi 166 nó. Muốn hạt thấy nữa nè. Xài mua này đi. Này. Rồi, bạn muốn lại mua thêm một túi truyền cổ tích này. Bạn muốn mua truyền cổ tích về đây cái gì nữa này, xếp chữ rồi, nó. Đi đường này con ơi. Mẹ hỏi muốn này, muốn cái gì đây? À, mua cái sẹp hình nha. À, ok. Đi đâu nào? Rồi đi. Let's go. Đi. Đi nào. Con gái lớn mua cái mù đẹp chưa? Tuyền như có mù đẹp ấy. Em đâu mua mù à? Nhà đây à? Đây. Hai nàng công chúa ngồi trong xe đấy. Anh với chị thì đun đi chơi đây. Cẩn thận nha. Không phải vào ấy của hồi nhá. Rồi đi đường này. Bi ơi. Bi ơi. Đi không? Ngồi đi không? Đấy còn mấy cái bát đựng nước mắm rất là đẹp luôn. Ở nhà thì ngày xưa mình làm nhà xong thì mình sắm rất là nhiều luôn. Bây giờ lên là rất là thích nhưng mà không mua thêm cái gì nữa. Về là không có chỗ để mà nhỉ. Cơm ngon đâu. Muốn ăn cơm, muốn uống nước ít thôi nha. Ăn đi, con ăn đi. Có hai chị em về bốn đứa con nít. Món ăn này khiếp. Muốn ăn cơm mà nào. Muốn chúc cơm ăn đây nào. À rồi, đúng rồi, muốn xúc nhiều vào, xúc đi, xúc ăn nhiều vào, đúng rồi, ăn nào. Đúng rồi, giỏi. Sau khi đi gọi đồ, gọi một bàn phun đồ ăn luôn, thì cũng ăn no nê hết rồi. Bây giờ là đi ra tính tiền. Các cái mà món đồ mà trẻ con lúc nãy lấy á, bây giờ sẽ quay ra tính tiền và bắt đầu lên đường về thôi mọi người ơi. 6 mấy tiếng đồng hồ ta đi trên này về. 5-6 tiếng. Từ lúc đó là 9 giờ đi, mấy giờ rồi? 6 tiếng. 2 giờ chiều chứ, 6 tiếng, mấy giờ đây? 2 giờ chiều. 2 giờ ra, tầm rưỡi đi là 4 tiếng à? 4 tiếng nhá. Ừ. Đó, 9 giờ là 10 này, 6 tiếng đấy. 6 tiếng. 4 tiếng là 7 đến 12 giờ. Cả nhà ơi. Nhà mình 8 rưỡi sáng là bắt đầu đi lên cho trẻ đi lên taxi chơi. Và đến bây giờ 2 rưỡi chiều rồi mới về.
đi bác sĩ cả đi lotte nha mọi người. Trời ơi, mấy bọn giặc là lượn lờ khắp nơi luôn. Tiêu tổn của hai mẹ mất 7 triệu rồi. Cả tiền ăn, cả tiền mua đồ, chỉ gần 3 triệu bạc rồi, tụi ơi. Trời ơi. Hai mẹ bữa nay chi tiêu 3 triệu. Có trẻ nghỉ bữa học là thôi rồi đó. Này là chừng chỗ mua là đi hốt hàng cho. Đi chỗ nào là hốt hàng chỗ đấy mọi người ạ. Đi học là đến giờ có cho ngủ ở nhà là bây giờ 2 giờ rưỡi chiều rồi vẫn chưa mất ngủ nha mọi người. Đi bixi xong là mẹ bảo là đi lúc tên nữa không? Nó có. À, anh đô lên đâu nó bảo mất ngủ mệt quá về. Ở bixi. Ở bixi đòi về. Để lúc bảo đi lúc tên không có, không mất ngủ nữa, đi luôn. Chán thật. Đô ơi, đô không mất ngủ nữa à? Đi ăn, ngồi ăn, uống ăn. Lúc nào cũng ăn. Một tuần mà cho cả anh cả chị đi liên tục cái đi á, vợ nở. Ít à, ít thì ăn nhiều, tôi mua nhiều đấy. Bọc ra cho ăn đi, đường gọi đó bọc cái này. Hả? Muốn được lương cơ. Muốn bán hết cái bánh này chị nào. Này cái bánh. Cái bánh luôn. Bánh chim ư? Cái bánh xanh này. Đó là ăn một cái thôi, ăn đói bụng. Nói chung là lúc nãy vào mình xin ăn cơm các thứ thì trẻ không ăn nhá mọi người. Chỉ có chị cả mẹ với mư ăn đấy. Con mấy đứa trẻ con thì lại không ăn. Cầm ăn cho vui để thôi chứ. Bây giờ là chắc là cũng đói bụng, ăn bim bim thì bánh. Từ cửa lò nhà mình lên thành phố Vinh khoảng mất khoảng 15 km. Đấy là đi đường đi 15, mừng thì con đi đường tới thì khoảng 12 km. Đưa qua đây chị. Hả? Đi lại qua đây. Đấy cái đường còn bảy này đường. Đường con nếu mà mình đi đường 72 m á, nếu mà về đường chỉ đi đường 72 m á thì mất khoảng hơn 10 cái chỉ chạy khoảng hơn 10 phút, 12 đến 15 phút. Về tới nhà. Ở Nghệ An thì ngày cuối tuần đó giờ cáo điểm đấy mới kẹt xe đó nhá mọi người. Ở thành phố Vinh á. Còn lại thì cách 600 m, giới hạn tốc độ 80 km/h. Còn lại thì xe cộ thì đi rất là thoáng. Từ thành phố Vinh về Cửa Lò thì cũng mất khoảng 15 phút. Thị xã Cửa Lò sắp nhập vào thành phố Vinh thôi. Chuẩn bị là sợ lại mất cái tên Cửa Lò. Cửa Lò thì không mất được người. Nhưng mà sợ cái thị xã thì không còn. Cách 250 m, giới hạn tốc độ 80 km/h. Có khả năng là năm nay là Cửa Lò sắp nhập Vinh nữa. Vinh luôn đấy chị. Có khả năng. Thì họ họp cả thứ chỉ xong rồi. Bảo chỉ đưa tin là họp xong rồi đúng không? Có thể một đoàn rươi rươi đang còn ăn bim bim, đang rỉa, chim sâu đang còn rỉa. Ê, lúc này thấy anh ăn một đứa thôi chứ còn lịa đấy. Thì còn ăn chim con chày thôi là đỏ, đỏ chứ. Hôm nay mà thôi, chày thẳng mạch vào đâu. Nói hôm nay. Bạn muốn đi mô là giống tử cướp luôn. Huyền nhí với bố tân nơi chạy rệt. Đi học mà cô bảo là muốn là gọi là chứ đài tài cáo của lớp mà. Hả? Phải ra chơi được. Nước à? Dạ. Chơi phả chứ là toàn là lợi ấy. Nước đi con. Đi buổi tối là thứ nhất là mát, là mở cửa ra làm thoáng này. Thứ hai chỗ mà không được gì. Thứ hai là mở cái này này, cái cửa sổ trời ấy. Là thoáng lắm, đi cái mát thích. Cái chỗ trên xe của Lotte hẳn mát mẻ. Mát mẻ cũng là mưa mà lúc tay không mất tiền. Ờ hê. Cho Huyền Nhi, cho nó nở được với mọi người. Với lại bị cái tối nó ra lên mát mẻ. Nhưng mà ở đây là thứ nhất là chỗ đồ xe thoáng, thứ hai là không mất tiền, xe máy cũng rửa mà ô tô cũng được, không mất tiền, lốt xe thì không mất tiền. Ăn tối xong rồi về tối về ăn chơi xong rồi về ngủ rồi nè, sớm rồi.
Trời đi buổi tối đi 4 giờ chiều, 5 giờ chiều. Rồi, cuối tuần đi thứ bảy. Đi thứ bảy là lên có phố đi bộ nữa. Là cho anh đi chơi đi nhờ chứ sao còn. Tuần 6 nhá. Ơi tuần 6. Một tuần là cho đoàn đại biểu đi một lần. Thôi. Em chào mọi người chứ thầy. Quay lại tìm hắn. Chào người. À, chào mọi người. Chào mọi người. Muốn ăn chơi xong rồi. Chơi xong rồi. Bây giờ về thôi. Về chơi. Nó vui vui. Nó bắt lơ gì. Nó bắt lơ. Là gì đấy? Cái này đi vào trong rồi hả? Cái bà anh không trông mong quá trời ơi. Cứ mới chảy lướt. Ô môn đây. Trong mong của tay tay gì gì. Anh đã chỉ yêu mình em. Mày chưa tình trong vòng tay. Muốn để tình không đổi thay. Cái này. Chuyện thiếu đứng mắt trong trái tim. Vẫn còn luôn đong đầy. Yeah. Giờ đây em xa tầm tay. Trôi giặt về phương trời nào. Riêng mình anh ngồi đây nhớ mong mà không chờ em người ơi. Anh bim bim. Sau 6 tiếng đi chơi từ sáng đến giờ đấy giờ mẹ con mình đã về tới nhà mọi người ạ. Đây. Một ngày đi Bixi và Lotte của mẹ con cho mình đây. Từng này đồ đấy mọi người ạ. Túi to túi nhỏ. 1, 2, 3, 4. Gần một chục túi. Không biết mua ở gì mà mua nhiều đấy. Hôm nay là hết gần 2 củ của mẹ Bình. Đấy, con bé muốn sau mấy tiếng đi chơi rất là mệt luôn. Là xuống xe xong là về là từ treo lên giường ngủ luôn nhá mọi người. Thấy tồi chưa? đi chơi chán đây là buồn ngủ quá là mẹ xuống xe xong là đi vào nhà là từ lên giường nằm ngủ luôn. Thương chứ nè. Thương lắm. Rất là ngoan luôn. Đi chơi mà chạy từ tầng trên lên tầng dưới. Rồi là phản loạn luôn mọi người ạ. Một ngày cho trẻ con đi chơi rất là mệt luôn. Bảo ngay cuối tuần thì cho các bé đi chơi. Thì đi theo các bé là mệt lắm mọi người ạ. Tại vì trẻ con là nhiều năng lượng lắm. Nó chạy, nó chơi, nó phá. Nhưng mình thì chạy theo trẻ con nó rất là mệt luôn. Nhưng mà cũng rất vui. Tại vì ngày cuối tuần thì cho chị em đi xả stress, đi chơi một tí. Mẹ thì đi xả stress, còn con thì đi chơi, đi bay nhảy một tí. Video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Bye bye.